Hello, và xin chào các bạn quay trở lại channel của mình là The Official. Hôm nay mình sẽ nói về tin vui cho bạn dành cho những fan của Vanh Leg. Đó chính là năm bản parody của Vanh Leg đã khôi phục trở lại. Thứ có nghĩa là mình sẽ nghe tiếp tục những bản parody ấy. Mặc dù nó không được tìm kiếm ở đây, mình sẽ thử tìm giấc mộng ca sĩ. Đây nhá, nó không hề có. Đây nhá, tên nhà bà Hoan cũng... tên nhà bà Hoan bây giờ cũng được khôi phục rồi. Nhìn này. Từ nhà con bán đào, thế cây đào này bán bao nhiêu? Dạ bà ơi, cành này là 4 triệu, vừa hôm trước trên báo có... Để bản parody thứ nhất được khôi phục lại. Năm tất cả năm bản parody trước đây bị xóa đều đã được khôi phục. Để em vào cho ấy. Không có người. Giấc mộng ca sĩ cũng được khôi phục về. Khôi phục hoàn toàn hết rồi. Đã ca lớp 12. Xe ôm nữa. Sống chung với mẹ vợ cũng đã được khôi phục. Đó. Bản này cũng được khôi phục. Lại nở nhốt chi vào hoa không rút. Và video của mình đến đây kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe và chia sẻ cho mọi người xem. Rồi. Và bây giờ thì mình kết thúc video ở đây. Tạm các bạn. Bye. Nói vậy trong đấy mày đâu nè.